şansı. Buna yedim şimşirle. Çok ağırdı. Don't get too close to them. We can't just wait here. Jody, what's happening? Aiden, I need you. Where are you, Aiden? Open that one.
Aiden, you're back. Hurry. Hurry. Find me. Lâu không nào à? Cái nữa là sao? Mẹ mày giỡn gì vậy? Mày giỡn rồi. Go back to the subs. Wait for me. If I'm not back in 15 minutes, just go without me. You crazy? But Jody, we've done it. The base is destroyed. Let's get out of here while we still can. The rift is wide open. Entities are just gonna come pouring out if we don't close it. It's too late, Jody. We gotta go now. It's the only way. You know that. Explosives. I need the explosives in the interrogation room. Quá nhiều quá. Chưa? Có còn giật không? Nãy giờ thôi qua đó ta.
Der er jo så unægnet deroppe. Jeg kunne lige tænke nhanh lên coi má, cái này đầm rì má. Trời đâu trời. Ôi giờ mặt lòn chết rồi. Rồi, tao không biết đâu luôn á. Đâu? Kỳ vậy trời. Tại nha. Ủa hai người coi là người gì? Barbecue. Để coi nó đang mừng hụt. Anh đi đây, chuẩn bị bơi. It's pitch black. There's
light on this thing. Keep calm, Aiden. Nói gì có ma không? Phải không? Còn mày sẽ lơ lửng hay ta? Để người ta khóc. Tôi ngồi đây ngồi lên tôi ngồi. Má nó bụng quá đi ơi. Mày ăn chưa? Tao ăn rồi mà nội. Ê lộn, tao chưa ăn. Mà để lát nữa tao chơi xong này ăn. Ê hai người kia đi. Chưa nhận tao đó hồn ăn má nhịn gì trời. Chạy chạy nó ơi, rinh rinh rinh. Ủa cái gì vậy trời? Con gì vậy? Chạy 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 chạy. Không mẹ cùng mày, tao chết rồi mày. Quái đấy, mẹ mua ơi. The world has ever known destroyed because of you, stupid American bitch. Mẹ mày sao đi, mẹ mày ngồi mất khí. Trời ơi. Mấy nó làm mấy người châu Á mắc khí phải luôn. Cảm
anh em nên chết bé. À ai định dẫn con đây nhưng mà ai định nó ta kỳ ta đến này nó giúp ta chứ. Chạy chạy chạy. Rồi rồi, nước tràn vô rồi. Cái ngọn ba tàu mất tí rồi luôn. Chạy bãi liền. Rồi rồi sắp ra tới. Chạy chạy lẹ. Nhìn con cặc nhìn lượng. Thằng này bỏ mình đi rồi. You didn't think I let you down, huh? Rồi hư rồi. Shockwave killed the boosters. Ở vô nước luôn. Má. The hole's breached. We're gonna drown. We're not far from the surface. Maybe we can make it to the top alive. Yeah. Sounds like a fucking good plan. Ba này má trời lạnh mà mặc áo sách đắt nữa. Lạnh quá đi. Chứ. Đây đợi chứ. Mấy tay rồi. You made the right choice. I would have done the same thing.
still angry with me? I never had time to tell you this. I love you, Jody. Nara? In your circumstances, I'd be very moved. Why didn't you I wanted you to know just in case we die here. So how about you? Huh? Do you love me too? Do you love me too? Yes, yes. Yeah. Không có nhìn mặt hai đứa này gì nữa thì gớm. Để chết luôn mày ơi, phim kỳ á, game kỳ á. Người cũ rồi. Bây giờ này thấy rác bài có sấy kè có người. Good night, princess. Có người đó gì là sao? Is Nathan okay? When will I see him again? Oh. I don't know, honey. He hasn't left his office in 3 days. Cái này là cái câu chuyện nói chung là tương lai quá khứ của nhỏ này nó liên kết nhau thành câu chuyện. We can try again tomorrow, okay? Cái nào? You get some sleep. Nói gì hả má? Nói gì? Nữa quá nhiều quá thôi. Má nhỏ ghê quá vậy ma nè. Tiêu giới. Trời ơi đậu. Đi coi chừng nha. Mày đang coi coi có coi những nào gõ. Mày nằm kế bên mày coi chúng mày luôn. Theo ta.
Má đừng có hù thôi nha. À nó chuẩn. Jody. What are you doing here? It's late. Go back to bed. Là nó dẫn tới ổng. Don't be sad, Daddy. Lên đồng rồi. What did you say? It was so quick. Mommy couldn't do anything. But it didn't hurt. Stop it, Jody. It didn't hurt at all. You hear me? Stop it right now. We're here, Nathan. We are here. You're right by your side. Đó, coi chàng trai cũng đứng kế bên mẹ. We love you, darling. Mẹ không biết đâu, không biết được. Mẹ làm nó đi. Ôi, always love you. Jody. Make them come back. Vợ con make ổng. Come back again. Vợ con ổng bị... Vợ con ổng bị tông xe please. Chết. Don't leave me. Don't leave me. Rồi mà già là má vợ ổng. Ừ vậy. Cái nhỏ nó có siêu năng lực nên nó ổng vốn. Nên vô đây ở chung với ổng ổng là nhà khoa học mà. The active condenser in the Republic of Kazakhstan has been destroyed and the rift is now inaccessible. We are now the only nation with access to the infraworld. If you will. This situation opens up new strategic and military perspectives. We're going to launch new programs to discover possible energy resources and develop military applications. We've already found ways of linking entities to human soldiers, and this is just the beginning. Now, this is more important than the race to space or developing nuclear capability. We have discovered A new world. A world for us to conquer. Là câu chuyện của nhỏ này nè ba, nó liên với nhau đó. Of a new era for our nation. Tên của mỗi cấp trời rồi. Không. Ủa giờ mình quen anh Mr. Chộp rồi. Pentagon top brass getting you down? McGrath makes me sick. Just a typical cynical asshole. No, I would be doing the country a favor if I let Aiden take care of him. We played our part in all of this. We did the right thing. I don't think humanity needs a third world war. What are you gonna do now? Leave. Go somewhere far away and just try and lead a normal life.
And what about you? CIA has it all mapped out for me. Top tier, big car, golf meetings. I mean, I haven't given him an answer yet, but it's worth considering. Nó làm gì? Sớm được 10 giây. Ê, 5 giây. Jody, I know it's been complicated between us. And I didn't always do the right thing. But maybe we could start again. You know, try and build something together. Sao? Ai vậy mày không? Không thôi. I mean, after all the stuff we've been through, maybe we could make it work. I'm not ready. I think I need some time. I'm sorry, Ryan. I understand. Well, whatever you do, just remember I'll always be there for you. Ah, there you are. Nathan's looking for you. Come on, I'll take you to his office. Later, Ryan. Oh, you know what? I got a single malt in my office that needs sharing. Meet you in a few? No, I don't think I can. Come on. Don't make me drink it alone. Waste of a good bottle. I'll tell you what, I'll find you, okay? This way, Jody. Trời trời à. Some decisions are hard to make, huh, Jody? Someone's always decided for me. It's time I make my own choices. Just do what your heart tells you. Then you'll know you made the right decision. Thôi, tao ở với thằng chột đâu. Kiếm anh nào hai mắt nữa. Tụi ở với thằng siêu hồi đéo. Alright, here we are. Call me when you're done, I'll come pick you up. Whatever Nathan says, be careful. Nó đang ngủ cái nó mở mắt của nó ra má một con đuôi thấy gớm. Jody, I'm so glad to see you safe. I kept my part of the bargain. Now it's the CEO's turn. As far as the CIA is concerned, you no longer exist. Yeah. So we did that. You're now Elizabeth North. A new identity and new life. Elizabeth North? Oh. $500,000. Yeah. For services rendered. That should help make a new start. Lấy lâu. Thanks. Ngu cũng lấy, tiền cũng lấy. Before you go, there's one last thing I'd like to ask. When my
Wife and daughter disappeared in that accident 15 years ago. I wanted to die too. I cried a lot. Cold. In my head, why them? Never being able to hold them again. It was like a wound that wouldn't heal. But then you came along. And I realized they were still here all the time, near me. I just couldn't see. Ồ, tôi nghĩ ông này á là muốn đem mấy bà đó lại á, đem vợ con ông lại. Gave me everything I needed to study the infraworld. They were interested in military applications. I was interested in seeing my family again. Con này có núi tới nát rồi nè đâu. But I finally succeeded in creating this. Hello, my darlings. Helen. Laura. I miss you so much. I come to see them every day. Soon we'll be together. I'm working on a modified condenser that can communicate with souls of the infraworld. Speaking with the dead, Jody. Can you imagine? What do you want from me? I want you to help me talk to them. I want to hear their voices. I want to tell them what I'm doing. Until I finish my research, you're the only one that can do it. Help. No, don't ask me that. I haven't heard their voices for 15 years. Since that day, I heard them through a little girl. You. Yep, I won. I'm begging you. Jody, do this for me. Give me your hands. Ủa, tao kêu không giúp mà tự nhiên giúp lần nữa trời. Thôi đủ. My darling. I missed you so much. Let us go, Nathan. You're hurting us. You've got to let us go. Let us die. You're lying. Helen didn't say that. You did. They're keeping them here. They're being torn apart between two roles. That's not true. You're lying. I know they want to be with me again. I know they want to be with me. You wanted to talk to them, okay? You heard what they had to say. Goodbye, Nathan. I hope you find peace. Ông nội này bị obsessed rồi, bị ám ảnh rồi. Ông nhốt. Ông nhớ vợ con ông giữa hai thế giới luôn. Nghe bài hai thế giới đi. Anh và em bên lề biển năm xưa. Bật tất cả đèn xanh. Anh phải thật nhanh. Đi với em.
Ôi bố mày về đây. Goodbye thế giới. Tao nghĩ hôm nào không cho tao đi quá à. Rồi má ngay mà. Hi, Jody. Good to see you again. Well, you put us in a very difficult situation, you know that. We can't let you go. We can't kill you either. We don't know what you'll do on the other side. So there's only one appropriate solution. We inject you with a neuroacid, which will put you in a permanent coma. Hi. Exactly what we did with your mother. A simple and elegant way to put an end to our collaboration. Why? Goodbye, Jody. We will always be grateful for your help. That I Adam, help me. Jody, you opened my eyes. It was so obvious, but I didn't want to see. I'm going to accomplish man's oldest dream. Nobody will have to die anymore. No one will ever be separated again. What are you talking about? The containment field. I'm going to deactivate it. The infra-world will spread through our dimension. Life and death united in one world. Má ổng điên rồi mày ơi. Death, Jody. Everything's gonna be just fine. Nói ta nói đi. You need to trust me. Everything's gonna turn out fine. Weak, Aiden. Find something else. Kiếm gì giờ nhỉ? Mai nó tìm cho ta một liều thuốc độc thôi. Ủa không ra được rồi đi đâu trời? Get help. Hurry. Where's the rest of your team? Ben's and Nick? They have 3 months leave. They're on a beach on some exotic island, no doubt. Lucky bastards. Come here, you. Hey, I've got a couple of emails I need to send. You mind if I do that before we crack the bottle? No problem. Okay. Ủa? À đây. Cứu tao. Mày con tỉ này cứu bố.
You keep entities in this lab? Good God, no. They're all trapped behind the containment field. Aiden? Is that you, Aiden? If this is a joke, it's not funny. Why would Aiden be here without Jody? What is it, Aiden? Where's Jody? Oops. Hook him, man. Lead us to Jody, Aiden. Show us the way. Right. Now where? This way. Ta dẫn đường cho nó đi. Over there. Cố bé dưới. Okay, I get it. Something moved. Cú 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 bé ơi, bé này nè. Bạn ơi, bé này nè, đi theo bé. Để tao chỉ nó vô toilet được. Vô coi mấy cái mẹ kia đang nghỉ. You want us to take the elevator? Is that it? Đi rồi, xuống cú bé nha. Dẫn cái toilet này nó mới là bị chửi biến thái. Thôi này. Thôi làm gì vậy? Leave it to me. Can I help you? Cole Freeman, I have level 3 authorization. He's with me. I'm sorry, Mr. Freeman. You do not have the correct authorization for this level. Maybe you could make an exception. I just want to show him. Sorry, sir. This area is level 4 classified. You do not have the right credentials. You gotta get us past him, Aiden. Để bố. Giờ sao đó? Đấy. Desk 42, hello. Này. Hello? Hello? He's done it. Hey, 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 hey. I think you made a mistake. Could you check again, please? Cole Freeman and Ryan Clayton? I'm sorry, you are on the list. My apologies. Go on through. Thank you. Đừng bận tâm. Hurry, Aiden. Take us to Jody. Ông nó to nó rồi đi giải cứu nó cho lòng mới dễ nghe nó những mày nó cũng như bò vậy. Con chó. Anh là mấy má. Đi.
我到找房没完，我Jody's here? Help me, baby! Jody! Get out! Nathan! He's gonna deactivate the containment field. What? Why? Why would he do that? He's gone insane. He thinks he's gonna get his family back. We gotta stop him.Oh my god! The containment field. Oh Christ, he's done it. He's done it! You need help? No. No, I'm okay. Take me my hood, take. This way! Hurry up! Don't stay here! We gotta... Come on! Get out of the way! Now! Oh my god!Oh my god! Làm như bố mình muốn chết chứ ai đâu quên ở đây. Thằng máy mấy má ơi, lên. Bỏ mấy má kia lại đi. Chạy mấy má ơi. I don't want to die! Đúng là người ta nói rồi là con muốn mình muốn chết ai đâu quên ở đây.Chạy mấy má ơi. Tụi con đỉ này nó nhốt tao. Giờ nó không có láo nữa. Clayton, get me out of here immediately, Clayton. Agent Clayton, that's an order. Người yêu tao đắm rồi. Thôi, tao quyết định lát nữa tao ở lại nữa.Lấy nữa sẽ ở lại đi nó. Ok sao thế? Bây giờ làm gì? Sao nó bắt tao đi hoài vậy? Con nỉ. Not now, Aiden. Bây giờ đâu?It's not working. I can't stop the condenser or reactivate the field. There's nothing we can do. Let's get out of here while we still can. Wait. There's one more thing I can try. Hurry! We're out of time! Mày vô nè. What are you doing? The portable containment field.Should protect me long enough to reach the condenser and trigger the manual self-destruct. Might be our only chance to close the rift. It's a long shot, but it's the best I got. You're talking crazy, Cole. We need to get out of here. Đồng đeo như đồ siêu nhân nhé. Tao đây với mày. Cole's right. It's our only chance. Anh đi em không?Nghe anh nói gì với em rồi. I always figured I'd die a hero. The black sun is at the center of the dome. No one's ever been before, so there's no telling what we'll find out.How much time do we have after we've activated the self-destruct? The system was designed to be activated remotely. The explosion will be practically instantaneous. We're gonna die. We're not coming back. Rồi, mình đi luôn hả? Sao nãy nẻo nó sớm? Nẻo nó sớm, tao đâu đi đâu. Nghĩ. Mấy nỉ da đen này bố láo thiệt. Mấy gì nữa?Mẹ nó sớm tao để hai mày đi rồi. The
condenser zone is on the other side of that door. We've got company. Well, they haven't seen us yet. It's our only chance. Jesus. I hope you're right. Or a little trip into the info world might come to a sticky end. Don't kill me, huh? Hey, drop my mouth, oi! Why let my mouth, oi? Joe, don't get too close to them. Nè bố mày biết nha. Bố mày đéo ngu. Chạy chạy chạy. Đi đi đi. Né được rồi. Run! Run! Chạy với má ơi. Sao bỏ mấy con nữa? Dẫn mấy con đi luôn chứ. Rồi chết mấy con của tao rồi. I'm sorry, princess. You're gonna have to go on without me. No way. Tao nghĩ thằng da đen này nó giả bộ. Sợ ma thích mẹ em. Nó sợ ma nó giả bộ. Ở lại. Cho tao đi mình. Nghĩ da đen này đều nhầm hiểm quá. Tới thằng má bắt trộm đủ chơi chơi dơ đó chữa chích hoảng. Ừ cho thằng kia đi đi. Thằng kia mắc trộm có thấy đường níu rồi đi. Oh my god. The Black Sun. Let's finish this. Đây 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 lẹ nè. Ủa trên nãy giờ tiếng máy rồi. Ghê thiệt. Đường nào má ơi, anh đây, đường nào anh đây. They're all around us. I know. Lồn này hỏi trả lời mày. Anh ơi, đi nhà anh ơi. Anh đi đâu ra vậy anh ơi? Anh ơi. Rồi ba kia đi lạc không à. Tao nói mà cái thằng mắt trộm này nếu có thấy đường. Úi nè ơi, đã trộm thì đi gần tao vô. Thấy không, nãy tao để nó đi mình lại chết mẹ nó rồi.
can't find them! I call them, but they don't come! Maybe it's because they don't recognize you anymore! Your anger has changed you! I miss them! I miss them so much! You don't love them! Or you never would have done this to them! I'm gonna destroy the condenser before it's too late! Đừng có bắn tao! Ngộ chứ giờ tao biết ngay mà. Giả bộ đi đi xong cái má tao không để ý cái chạy ngược lại cũng nghĩ ghê lắm. Trời ơi. Ôi trời ơi. Oh, I missed you. I missed you so much. The only one who can fix this, Jody. Trời ơi, má mày phá lên mà bắt tao sửa hả? Con đĩ. Do it for me. Con trả. Jody, fuck it, there you are. Alo, hối hận chạy vô lại. He found what he was looking for. Come on. Má má ơi, lẹ 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 lẹ. Cái lộn chột này đủ hối hận chạy với lại à. Anh thả thứ này lần nữa. Đi hoài để tới vậy. Chạy 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 chạy. Má tao nén ghê không? Má tao nén ghê không? Ai định yếu lắm rồi. Nó không có vô đây được. Má anh này anh cứu mình mà mình hiểu lầm ảnh rồi. Má tội thiệt. Thôi ví dụ cả em còn sống về cho đem phát. Ê đừng bê em đây. Bê em đây lén hốt giúp mẹ em đi đi. Cho tao chọn đéo luôn. Mẹ bắt buộc lấy má. Mày ngu đéo lấy mày. We inject you with a neural acid which will put you in a permanent coma. Exactly what we did with your mother. It's too late, Too late to apologize. Khùng khi nào nó cho mày chọn mày mới chọn được, còn cái đó là bắt buộc mà. Nhưng mà sao phải chứ sao lại? Mà cần cho nó chứ sao chứ cả chị? Đừng bắn anh.
Để dở ra, để đeo mấy cái beo theo ha. Đeo 3-4 beo quấn vú quấn hết rồi là sống. Má con này đi cứu sao thay đồ lâm lá hay vậy? Ở đây nãy giờ tao mệt rồi nha. I'm sick and tired of your stories. This time you're really gonna get it. Con nhỏ này có một đứa anh nữa. Aiden. Ôi vậy là thằng đó là anh mình á. My brother. Phải cái này. Ừ, gia đình là anh mình. Quá luôn. Ở cái đẹp trai không? We couldn't leave each other. Hồi bớt xào đi con chó. Our souls were bound. Vậy bông nội trần với nhộng vô bông nội. And hated you for years. You were a part of me. Gì nữa đây? À, giữa thế giới này với thế giới kia. Giờ sao, chết hay là sống? Mà sống thì ngu chết. Other side. Another world. Becoming the wind, the stars, the universe. Ủa chết mẹ chọn lộn rồi. Living, feeling, being in love. Love you, Jody. Growing old. Love you. So many things I still have to do. Thôi ngu gì, thôi để sống đi. Trời ơi, má khó chọn quá à. Thôi em lỡ em hứa em chịch với anh rồi, cho nên ok. Em sẽ sống với anh. Má hay quá mày ha, em hay quá. Má giờ này nổ cái chết tao là tao chữa giúp mẹ luôn.
We're alive. We're alive. We're alive. Em đoán lời thoại hết. Aiden? Aiden đi theo giờ bên kia luôn rồi. We made it. Jody, we made it. Aiden? Má Aiden bỏ phía rồi. Để hình như nó có cái khúc trở lại khúc đó. À tao cũng muốn coi thử chết sao. Ủa ai coi nữa hai người nữa kìa. Hello, hello everyone. Chơi xong rồi vô coi được mẹ gì hả? Cả 81% là chọn sống. Má già dữ rồi ta. Mày điên rồi, cái đó là số phần trăm người ta chơi á, người chơi á, nó tính phần trăm người chọn cái kết quả đó. Ever since the Black Sun was destroyed, my memory has been disintegrating. I spent too much time on the other side. Now it's eating away at my mind, erasing what's left of it. My memories are all confused, slowly self-destructing, fading like a dream when you wake up. I'm losing my sense of time. Ủa, nó đâu ở thằng kia đâu? I no longer know what happened before or after. Everything's playing inside my head at the same time. It's like watching the same film looping over and over again. A chaos of images with no order. À, bây giờ mình muốn coi cái này. Sắp hết rồi nè. So I've been writing night and day for weeks. Trying to put my life down on paper. If I forget everything, these pages will be my memory. Giờ nè, mày muốn coi cái kết quả kia lên mạng rồi coi. In an effort to determine the cause of the accident that cost 283 lives on a Pentagon military base. Government representatives confirm that the authorities are working hand in hand with the investigators to shed light on this appalling tragedy. The CIA is leaving me alone for the moment. I suppose they're too busy building another condenser to worry about me. I know they'll never abandon their experiments, now that they know what's on the other side. Honestly, I don't give a damn. Now I need to reconstruct my life. My life without Aiden. Cái gì nó chọn chết mẹ này. For as long as I can remember, không thấy cổ gì trời. I dreamt of living without him. Untied, without his constant presence by my side. I got what I wanted. I've never been so unhappy in my life. I feel like part of me has been amputated.
Nói nhìn con này tội quá. Mày kêu sống đi. Mày đừng có sợ để mày kêu sống. I miss him so much. Phát triển. It took months. And I woke up. I knew it was time. Time to start again. To build a new life. Giờ tao hỏi ai mày? Ryan nha. Mày chọn đi ở với ai? Quay đi. It's so obvious. Deep inside, I always knew. I just needed the silence around me. Tao bố mày chọn rồi con đi. It took me a while to realize how much I loved them. I'd been alone and sad for so long. I'd forgotten what it was like to love someone. Má tội anh mù của tao mày. Lời hứa khi xưa em sẽ trả nợ. Pem pem chica pem pem. Pem pem chica pem pem. Má nhạc hay ghê á. Nhạc game này hay ghê. We traveled as far away as we could. Ồ, mua du thuyền nó ghê. To love again. To put my trust in trời ơi, nó nghĩ sao nó để thằng mù lái tàu, trời ơi là trời. In short, I had to learn to live. Ryan and I never talked about it again. As if it all never happened. Má coi chừng lát nữa mà được gặp lại Aiden luôn á. Má để một người lái tàu là sai lầm. As if it could never come back into our lives. Một mắt chứ còn còn đâu chính xác được, mày thấy hồi nãy không? Ồ, giờ làm game phần 2 luôn. Robinson lại tin 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 bên chiếc tem tem. Đẹp ghê, đẹp hay ghê.
Đủ ai đặt mày ơi. Ai đặt mày? Thằng Aiden hay á, má biến thái. Lúc ta sắp bem bem cái đầu má nó xuất hiện. Bởi vì để xuất hiện con đỉ Aiden này. Biến thái. Ờ, tao nghĩ là có phần 2 à. I tell myself it's only nightmares, but I know it's not true. Tao nghĩ cái này là phần 2 nè. Once Pandora's box is open, it can never be closed again. Mơ, nó mơ thấy mình không nghe đọc không hiểu hả? Tao nghĩ này là phần 2 của cái game này nè. I've died twice already. I'm not afraid of death anymore. Má hay quá. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost you. There's no telling what we'll find out. How much time do we have after we activate the self-destruct? We're not coming back. Saturday night, and I'm locked up in here. Can't do it, babe. She's more than amazing. She's magnificent. She's getting away. Hay quá, hay quá. Còn game Heavy Rain chưa chơi luôn. Rồi tắt cái này nữa.